Rồi, cảm ơn em trai. Sau khi xem cái video xong, mình đăng cái giá cái xe SH Ý 300 này là 175 triệu. Thì sau một hồi, anh em đã đi đến thống nhất cái giá cả là đã chốt cho em 173 triệu nha. Cùng với là bao cái xe là chạy đúng 19 ngàn. Nước sơn zin màu trắng từ đầu đến đuôi nha. Cặp vỏ mới. Thì em trai đã tiến hành chuyển khoản cho bên cửa hàng nha. Thì bên em rất là công khai nha anh em. Công khai chất lượng, công khai giá cả. Còn anh em nào cứ muốn mang bạn bè hay là thợ máy, là những người mà người ta có chuyên môn về xe, thì cứ mang đến xem xe kỹ lại nha. Ngoài cửa hàng bao ra thì anh em mình có quyền coi xe thử đúng như là mình nói hay không, đặt giá có phù hợp hay không nha. Rồi thì em trai này cũng rất là kỹ, nhưng mà gặp cái xe này quá đẹp thì em trai đã ủng hộ cửa hàng. Xin chân thành cảm ơn anh em luôn luôn ủng hộ cửa hàng Lee Sibo nha. Em còn rất là nhiều xe đẹp, anh em có nhu cầu thì alo cho Hoàng qua số điện thoại là 0918 428 822 nha. Cũng trong ngày hôm nay thì cũng rất là may mắn, cũng chốt được cái xe SH Ý 106. Xe này thì bán cho em trai với giá là 190 triệu. Em trai thì cũng tuổi trẻ mà, cho nên là rất là nhanh lẹ nha. Đi với dàn áo đỏ sporty. Tuổi trẻ thì cho nên anh em mình đi những cái dàn áo này nó rất là trẻ trung nha. Nó rất là đẹp nha anh em. Còn anh em nào mà cỡ lớn tuổi một tí hay là cứng tuổi một tí thì chạy cái màu đỏ mặn nó sẽ điềm đạm hơn nha. Thì xe này thì trao chưa mở nha, chắc xe rất là đẹp. Thì mình cũng giá cả cũng công khai, rồi chất lượng cũng công khai luôn nha. Thì sau khi chốt xong xuôi cho em trai thì anh em thợ tiến hành kiểm tra một vài cái linh tinh, ví dụ như thay nhớt nè, sạc nè, kiểm tra quạt nè trước khi giao xe nha anh em. Đây, em trai này ngồi ngoài đây nha. Thì video này thì em tổng hợp các cái xe em bán, thì thêm một cái xe SH Ý số máy là 102. 102 thì nó là đăng ký cuối năm 2009 nha anh em. Đây, số máy 102 thì đi dưới biển số là 05985. Thì xe này thì được anh thợ của mình, anh đã chốt cho anh em với cái giá là 158 triệu, vô chìa khóa smart key. Rồi thì ngày nay, đặc biệt ngày hôm nay nữa, thì bán được một cái xe SH 208 mẫu cũ, xe rất là keng cho một em gái siêu VIP ở Vĩnh Long nha. Em gái chỉ cần coi xe, là coi hình là em gái chuyển tiền cá bụp nha. Xe này đấy, bây giờ thì bắt đầu lên xe chuyển về Vĩnh Long cho em nha. Đấy, xe đã lên xe bán tải rồi đây anh em. Thì cùng ngày hôm nay thì giao luôn một cái xe 300 về Đồng Tháp luôn, cho nên là anh em cửa hàng bây giờ bắt đầu đi. Sau hành trình là 150 cây số thì đã tới nhà của em gái. Em gái có chuẩn bị một ít quà cho anh em cửa hàng, đó là hai cái mic và một cái ca linh nha. Thì chân thành cảm ơn những cái tấm lòng của anh chị em, cô bác, bà con đã luôn luôn chân tình ủng hộ mình nha.